Mã sản phẩm 32M608. Sản phẩm giày da nam kiểu Oxford truyền thống, nẹp có 4 cặp ô dê buộc dây cố định, chung co giãn hai bên mang trong ngoài, rất thuận tiện khi sử dụng. Phom dài thiết kế cho bàn chân người Việt Nam, tạo sự vừa chân, thoải mái khi dùng. Mũ dài làm từ da bò nguyên mặt cập thuộc nhộm xuyên, lót trong và lót đế làm bằng da thật, tạo sự thông thoáng, mát về mùa hè và ấm về mùa đông. Đế dài làm từ 100% cao su thiên nhiên cho nhiều đặc tính ưu việt, mềm dẻo, chống trơn trượt, kháng mài mòn rất tốt. Mặt dưới có khâu hút, tăng độ bền chắc. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại với đội ngũ thợ lành nghề được quản lý bởi hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001-2015. Sản phẩm phù hợp cho nhiều lứa tuổi và có thể trang bị làm đồng phục cho cơ quan, công sở, làm quà biếu, quà tặng rất có ý nghĩa. Có các cỡ số từ 37 đến 45.